Nhà Bình Chánh tài mãi mến chào quý anh chị. Em vẫn như hằng ngày lại tiếp tục review và giới thiệu đến quý anh chị mình những mẫu nhà mới giá rẻ và những mẫu nhà vừa đẹp nha quý anh chị. Thì cái mẫu nhà ngày hôm nay á, bên đơn vị em xây tặng 2 căn đó, với cái thiết kế theo cái kiểu mái hợp cực kỳ là sang trọng luôn, và được xây dựng lên là một trệt một lầu, nó có tặng 3 phòng ngủ và một cái không gian phòng thờ riêng biệt nha quý anh chị. Với diện tích ngôi nhà của mình là ngang 5, dài tặng 35m luôn. Hôm nay thì cái mẫu nhà của mình diện tích rất là lớn luôn nha quý anh chị. Có sân trước để mình đổ ô tô 4 chỗ 7 chỗ mình đổ thoải mái luôn, sân sau lấy gió trời cực kỳ là thông thoáng và mát mẻ nha. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay là pháp lý sổ hồng riêng, sổ thì cũng đã hoàn công rồi luôn và được bán với mức giá tổng luôn chỉ đúng 3 tỷ 350 triệu thôi, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ nha quý anh chị. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng rồi, đường ô tô 4 chỗ 7 chỗ xe tải chạy ra vô thoải mái luôn, đường thông hai hướng nha quý anh chị. Căn này thì được tọa lạc ở gần ủy ban xã Phước Hậu nha. Từ vị trí căn nhà của mình ra ủy ban xã Phước Hậu thì mình đi đâu đó tầm khoảng hơn một cây số thôi là đã đến nơi rồi đó. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay á, là bên đơn vị em vừa mới hoàn thiện xong luôn và được thiết kế theo cái kiểu hiện đại nhất của năm 2024 luôn nha quý anh chị. Đó, ở đây thì học sinh đi học về rất là nhiều luôn. Ở đây thì hàng xóm, người dân thì ở cũng rất là đông đúc và sầm phức nha quý anh chị. Thì trước khi vào trong căn nhà là bên đơn vị em sẽ làm cho quý anh chị mình một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện 4 cánh nha. Và mình di chuyển sâu vào bên trong sẽ cho mình là một cái sân rộng rãi thông thoáng vô cùng. Đó, sân này mình có thể đổ được ô tô luôn nha quý anh chị. Lót đặt cho mình là lót đặt chống trơn trượt nha. Và phía trước nhà thì bên đơn vị em sẽ đi cho quý anh chị mình một tiểu cảnh trồng cây xanh. Những cây xanh tươi này đang đợi quý anh chị mình ngủ viên để về săn sóc những cây này nha quý anh chị. Hướng nhà của mình là hướng đông nha, nên anh chị nào đang cần tìm nhà hướng đông thì hỏi gọi ngay cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình. Các bạn Zalo của em sẽ gửi thông tin vị trí cho anh chị mình tham khảo trước khi mình có dự định xuống đây xem căn nhà. Và mình di chuyển vào bên trong nữa sẽ cho mình thêm một lớp cửa, nữa là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực rất là dày dặn và chắc chắn luôn đó. Trong không gian phòng khách á, căn này á, bên đơn vị gia chủ á, có nói với bên đơn vị em là sẽ tặng cho quý anh chị mình nội thất nữa nha, một cái bộ salon cao cấp sẽ đặt ở khu vực không gian phòng khách cho quý anh chị mình và thêm một cái bộ bàn ăn ở khu vực bếp nữa nha quý anh chị. Hiện tại là bên đơn vị chủ nhà đang đặt, còn khoảng 2-3 hôm nữa sẽ di chuyển vào đặt vào trong căn nhà của mình. Và căn này á, quý anh chị mình muốn đi xem trực tiếp thì hãy gọi ngay cho em nha. Đó, và đây sẽ là một cái không gian phòng khách rộng rãi thông thoáng vô cùng. Ở trên đó là hệ thống trần thạch cao, đèn full đầy đủ nha quý anh chị, sẽ cho mình là một cái bóng đèn chùm ngay chính giữa cực kỳ là sang. Tường á thì bên đơn vị em đã ốp chất PNC giả đá và giả gỗ cho anh chị mình rồi, nên cực kỳ là mát luôn. Có bên đây thì đi những cái chỉ viền mạ vàng nè quý anh chị, cực kỳ là sang luôn nha. Và mình di chuyển xuống nữa sẽ là một cái không gian bếp. Không gian bếp ở đây quý anh chị, bên đơn vị em thiết kế rất là dễ thương luôn. Đó, có hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới rồi. Mặt đá và cương, bồn inox 304, chống dỉ sét, chống hao mòn. Ở đây sẽ cho mình là một cái quạt trần nữa, nên không gian bếp của mình á luôn luôn lúc nào cũng được mát mẻ hết luôn nha quý anh chị. Và đối diện với không gian bếp thì bên đơn vị em thiết kế cho quý anh chị mình một cái tủ trực hộp này, cực liệt rất là sang luôn, về quý anh chị mình có thể trang trí vào đây thêm nha. Với một cái diện tích cực kỳ là khủng, ngang 5, dài tận 35m nha quý anh chị. Có một cái sân trước để mình đổ ô tô, sân sau lấy gió trời, cực kỳ là mát luôn. Không gian nhà vệ sinh thì trong đây á, quý anh chị cũng đầy đủ tiện nghi nha. Gạch men ốp tận lên cao nè, giò xe, giò sạch đồ đầy đủ, bồn cầu, bồn rửa mặt đồ đầy đủ hết rồi. Có gương đầy đủ luôn. Và kế tiếp nữa sẽ cho mình là một cái không gian phòng ở phía dưới đất cho anh chị mình. Phòng này rộng rãi vô cùng, hệ thống trần thạch cao, đèn full đầy đủ nha. Ở đây sẽ cho mình là một cái cửa lùa để mình có thể di chuyển ra ngoài sân sau luôn nha quý anh chị. Đó, cửa lùa ở đây nè quý anh chị. Wow, cái sân sau rộng rãi vô cùng luôn nha quý anh chị. Đó, ở đây mình ra cũng được, về quý anh chị mình về làm thêm một cái màn ở khu vực tây thì quá là tuyệt vời luôn. Dây chờ ấm đồng, máy lạnh đều sẵn hết cho anh chị mình rồi. Và mình có thể di chuyển ra hướng bên đây nha quý anh chị. Một cái căn nhà diện tích cực kỳ là lớn luôn nha quý anh chị, ngang 5, dài tận 35m lận nha. Lâu lâu mới có một cái căn, hai căn này mẫu mới luôn mà diện tích cực kỳ là khủng luôn, bán với mức giá cực kỳ là hấp dẫn chỉ đúng có 3 tỷ 350 triệu thôi, nhưng mà vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ nha. Đó, ở đây thì bên em cũng đã đi những cái tiểu cảnh rồi, chỉ
chào quý anh chị, à quý anh chị nào đủ gì để về săn sóc thôi. À, ở phía trên sẽ có một cái ban công phía sau nữa nha quý anh chị đó. Và vào mời quý anh chị mình cùng em di chuyển vào bên trong và mình có thể di chuyển lên tầng trên để mình có thể khám phá ngôi nhà của mình ở trên tầng trên. Nó còn rất là nhiều điều bất ngờ nha quý anh chị. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay á, mà quý anh chị mình có tài chính đâu đó tầm khoảng 1,5 tỷ thôi, và bên quý anh chị mình cũng có thể sở hữu cái mẫu nhà ngày hôm nay nha. Mình chỉ cần thanh toán trước cho khoảng 1,5 tỷ thôi, còn số còn lại thì mình có thể nhờ ngân hàng hỗ trợ cho mình vay nha quý anh chị đó. Mình vay trả chậm hàng tháng nha. Và giờ thì em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Và đây là tầng trên sẽ thiết kế cho mình là 2 phòng và một cái không gian phòng chờ để về chào quý anh chị mình về. Mình có thể là phòng thờ hoặc là phòng sách tùy theo nhu cầu của gia đình mình nha. Ở đây rộng rãi thông thoáng, hệ thống trần thạch cao, đèn full đầy đủ rồi. Cái mẫu nhà ngày hôm nay là bên đơn vị em vừa mới hoàn thiện xong 2 căn nha quý anh chị, với cái diện tích là ngang 5 dài tận 35m, sổ thì cũng đã hoàn công rồi. Căn này thì được bán với mức giá cực kỳ là rẻ nha. Và đây là không gian nhà vệ sinh tầng trên đó, có thiết kế của quý anh chị một cái bồn tắm ở khu vực đây, có kính luôn, đầy đủ công năng để quý anh chị mình sinh hoạt hàng ngày. Và mình di chuyển xuống đây nữa sẽ là một cái cuối với nhà quý anh chị, phòng này rộng rãi nè, sẽ có một cái cửa lùa để mình có thể ra ban công phía sau nha. Wow, ra đây cực kỳ là mát luôn quý anh chị ơi. Về đây quý anh chị mình ở không sao buồn đâu, tại vì ở đây á em thấy dân cư ở cũng rất là đông luôn. Đây mình đi chợ trường học cấp 1, cấp 2 đâu đó thì mình đi đâu trong bán kính khoảng cây số đó lại thôi là mình có thể bắt gặp đầy đủ tiện ích hết luôn nha quý anh chị. Để em đóng lại để gió. Về đây mát lắm quý anh chị, gió quá trời thổi luôn. Và mình di chuyển qua bên đây nữa là một cái phòng phía trước nhà, sẽ có một cái ban công phía trước luôn nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị mình muốn xuống xem thực tế với cái mẫu nhà ngày hôm nay á, thì em sẽ hẹn quý anh chị mình ở ngay ủy ban xã Phước Hậu nha. Đây là phòng thứ hai ở trên lầu cho gia đình mình nè, có không gian nhà vệ sinh cũng đầy đủ công năng hết nha quý anh chị. Và mình di chuyển ra đây á, là một cái ban công dài xuống trước nhà. Wow, mở cửa nào ra gió nó cũng mát hết trơn quý anh chị ơi, chắc là mát mẻ luôn đó, gió thổi vu vu luôn. Ở đây thì quý anh chị mình có thể quan sát được cái toàn cảnh xung quanh luôn. Nhà cửa thì ở khinh khích san sát sát nhau. Ở đây mình di chuyển về các quận huyện lân cận, chắc mình đi đâu đó tầm khoảng hơn 30 phút nha quý anh chị. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng rồi, dân cư thì ở cũng rất là đông nữa. Và giờ thì em mời quý anh chị mình di chuyển về không gian tầng trệt, em sẽ nói là giá và vị trí thêm một lần nữa nha. Tìm đâu ra nữa quý anh chị, một cái căn nhà gần 200m2 đất full thổ cư 100% luôn nha quý anh chị. Mà căn này thì nhà mới 100% luôn, sổ sách thì cũng đã hoàn công rồi, hết đầy đủ pháp lý cho cô chú anh chị mình rồi. Và được xây dựng là một trệt một lầu, nó có tặng 3 phòng ngủ và một cái không gian phòng thờ cho cô chú anh chị mình, một cái sân sau rộng rãi thông thoáng và một cái sân trước để mình đổ ô tô nữa, và được tặng full nội thất nữa nha quý anh chị. Mà bán với mức giá chỉ có 3,3 tỷ thôi, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ nha. Và cái mẫu nhà của mình ngày hôm nay là hướng đông nha quý anh chị. Đường xá thì quý anh chị mình khỏi chê rồi, mình rộng rãi thông thoáng vô cùng, xe tải mình có thể di chuyển tới căn nhà. Ở đây mình di chuyển về các quận huyện thì đâu đó tầm khoảng hơn 30 phút nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị mình muốn đi xem mẫu nhà này thực tế thì em sẽ hẹn quý anh chị mình ngay ủy ban xã Phước Hậu nha. Hoặc là quý anh chị mình muốn biết thêm thông tin, muốn biết vị trí chính xác thì liên hệ trực tiếp cho em, hoặc kết bạn Zalo với em qua số điện thoại em có để trên màn hình, em sẽ gửi thông tin vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình.